Hình ảnh Sư Thích Minh Tuệ gầy và kiệt sức sau nhiều ngày bị YouTube top top bám theo, con không cần ai hộ pháp, hộ vệ. Những ngày vừa qua, Sư Thích Minh Tuệ đã khiến nhiều người chú ý khi liên tục được nhắc đến trên các nền tảng mạng xã hội. Dù đã tu hành, tập học được 6 năm nhưng hành trình của ông Minh Tuệ đến tận đầu tháng 5 năm 2024 mới bắt đầu trở nên ồn ào khi hình ảnh của ông đi bộ qua các tỉnh thành được đưa lên các trang mạng xã hội. Vì hành giả đi đến đâu, dân chúng ồ ạt kéo theo đến đó, trong đó có nhiều top top Facebook. Sau khi trở thành nhân vật của những nhà sản xuất nội dung trên mạng xã hội, hành trình của Sư Thích Minh Tuệ luôn kéo theo hàng nghìn người muốn bày tỏ tôn sùng có, muốn đi theo học đạo có, vì tò mò hay chỉ để quay phim, chụp ảnh câu view câu like trên mạng xã hội. Sư Thích Minh Tuệ lộ rõ sự mệt mỏi, kiệt sức sau nhiều ngày bị các YouTube top top đi theo không có lấy một phút để nghỉ ngơi, tĩnh tâm ngồi thiền. Sau nhiều ngày bị hàng trăm người đi theo, không có lấy một phút để nghỉ ngơi khiến Sư Minh Tuệ lộ rõ vẻ mệt mỏi, kiệt sức trên gương mặt. Trong một số clip được đăng tải cho thấy, trong khi hàng chục sư huynh sư đệ đi theo sư đang tranh thủ ngồi chợp mắt buổi trưa bên gốc cây thì Sư Thích Minh Tuệ vẫn ngồi nói chuyện với những người dân đi theo một cách bình dị, chậm rãi. Tuy nhiên, sau nhiều ngày bị nhóm người đi theo quay chụp gây ồn ào, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trên những địa phương ông bộ hành qua, Sư Thích Minh Tuệ đã lên tiếng giải bày, mong mọi người trở về làm công việc của mình để không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh cũng như hành trình tu tập của mình cùng các huynh đệ. Trong buổi nói chuyện với mọi người khi dừng chân tại Đèo Ngang, Hà Tĩnh, sáng 20 tháng 5, Sư Thích Minh Tuệ chia sẻ, con không cần ai đi hộ pháp, hộ vệ. Hộ pháp, người dân, YouTube, hãy về đi làm công việc của mình. Chúng tôi không cần ai đi theo nữa, tại vì đi theo vừa mất trật tự vừa mất an toàn giao thông. Còn hạnh đầu đà là tự đi khất thực, tự mình lo lấy, còn người tu nào mà đi tập học thì tự lo chứ không cần ai cả. Bữa nào mà cũng như thế này thì gây lộn xộn, mất trật tự mà không được gì cả. Những người tu cũng có công việc của họ, khi có thời gian để họ ngồi thiền, họ tu hành rồi làm việc riêng tư chứ đâu phải diễn viên điện ảnh Hollywood đâu, nên mọi người đừng đi theo nữa. Đặc biệt, trong lúc ông Minh Tuệ đang trò chuyện cùng mọi người, thì trong đám đông hai người đàn ông cầm máy quay đã xảy ra tranh cãi gây ồn ào và liên tục có hành vi lớn tiếng, xô đẩy nhau khiến một số người phải vào can ngăn. Thấy vậy, Sư Thích Minh Tuệ đã lên tiếng, khi nào mà các con đi khất thực thì sẽ đến từng nhà xin chứ mọi người đưa đến là không nhận, chỉ nhận khi dừng lại khất thực một ngôi nhà nào đó. Đừng mất công 3 giờ sáng hay 5 giờ sáng đem đến là con không nhận. Mọi người đừng mang đồ chạy theo liễn xiển như thế. Sư Minh Tuệ cũng nhắn nhủ những YouTube top top rằng đi quay phim thì quay, muốn làm cái gì cũng được nhưng không được đi theo hàng hai hàng ba bên đường để quay. Một là đi sau, hai là đi trước chứ đi hàng hai, hàng ba là ảnh hưởng đến người tu và ảnh hưởng đến giao thông và không tôn trọng pháp luật. Những lời nói của Sư Thích Minh Tuệ đã nhận được sự đồng tình của mọi người. Ngay sau đó dù trời mưa tầm tã nhưng Sư Thích Minh Tuệ vẫn tiếp tục hành trình tu tập theo hạnh đầu đà của mình. Tuy nhiên, khi đi ra quốc lộ lớn thì đoàn người đi theo vẫn còn khá đông, khiến Sư Thích Minh Tuệ phải dừng lại tiếp tục khuyên. Mọi người hãy đi về làm công việc của mình đi, con tự lo được không cần ai đi theo bảo vệ. Nhưng sau đó, vẫn có rất đông người tập trung đi đằng sau. Việc tập trung đông người trên khu vực quốc lộ đã ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông trật tự. Một số ô tô tải chạy qua đã liên tục bấm còi cảnh báo để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Trước việc quá đông người tập trung đi theo, Sư Thích Minh Tuệ đã dẫn theo các huynh đệ tu tập di chuyển lên Hoành Sơn Quan. Cổng trời trên đỉnh Đèo Ngang thuộc ranh giới hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình và vào sâu bên trong dừng chân. Ngay sau đó, Sư Thích Minh Tuệ đã lựa chọn đi theo đường rừng để tránh việc tập trung đông người và các thầy cũng sẽ có thời gian để ngồi thiền.
tu tập mà không gây chú ý, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông. Theo ghi nhận vào trưa 20 tháng 5, tại khu vực này có hàng trăm người dân cũng các YouTuber, top top tập trung ngồi dây quanh khu vực các thầy đang ngồi nghỉ ngơi để chờ đợi. Dọc đường đi cũng có nhiều người dựng xe máy, đừng chờ các thầy xuất hiện khiến khu vực Hoành Sơn Quan trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn so với thường ngày. Sư Thích Minh Tuệ với đôi chân trần, đầu trần đi khất thực dọc chiều dài đất nước và tự tu theo lối khổ hạnh, xưng con trong giao tiếp. Tấm y chấp nối từ giải dụng nhặt được, cái lõi nồi cơm điện thay cho bình bát khất thực, không nhận cúng dường bất cứ thứ gì ngoài phần thức ăn cho bữa duy nhất trong ngày. Sư sống đời không nhà cửa, tối ngủ ở gốc cây, nghĩa địa, nhà quan tập trung thân tâm cho việc tìm kiếm sự chứng đạo theo đường lối của Đức Phật. Không thuyết pháp, không thu đồ đệ, không nhận mình là thầy, tu sĩ này nhiều lần khẳng định, sư chỉ là một công dân Việt Nam đang tập học theo lời Phật dạy. Lời này không hẳn là khiêm nhường mà là sự thành thật. Được biết, sư Minh Tuệ đã thực hành hạnh đầu đà được 6 năm và có 4 lần đi bộ từ Nam ra Bắc rồi quay lại. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ. Để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like, follow, đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích nhé.